Vâng, em xin chào các bác nhé Và hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2024 Thì em cũng xin lên sóng và báo giá lại một lần nữa cho các bác Về những cái chiếc đầu giải mã, những chiếc đầu CD giải mã Những đầu MD giải mã hiện đang có mặt tại shop em ngày hôm nay Và những bộ dàn mini cao cấp của Pioler Đây, đây là những bộ dàn mini các bác nhé và để vào phần uh, chi tiết thì uh, em vẫn làm cái chương trình đoán 3 số cuối của cái tờ tiền 20.000 thì uh, phần quà thì vẫn là một chiếc DAC của Soli một sợi dây quang dài 1,5m và một sợi dây AV 3.5 ra AV và các bác sẽ bình luận cho em 3 số cuối của cái tờ tiền 20.000 vào video này nhé thứ hai cho em xin nút like video và thứ ba bấm cho em nút đăng ký kênh và bấm cho em cái chuông thông báo để vào lúc 12 giờ trưa tất cả các ngày trong tuần thì bên em sẽ lên sóng về những cái sản phẩm giải mã về DAC và đây là cái số điện thoại hotline duy nhất bên em 0966723489 và bây giờ thì em sẽ báo giá qua sơ bộ lại cho các bác những chiếc đầu DAC thì đầu tiên thì um, báo giá lại cho các bác nhé một chiếc DAC 7004 full thùng xốp các bác nhé con này thì um, giá thì bên em sale sập sàn nhá còn 9 triệu 500.000 đồng máy full phụ kiện đủ thùng xốp nhá đầy đủ thùng xốp phụ kiện của nó gồm có là dây quang à em xin lỗi phụ kiện của nó gồm có là sách khiển cục thu bluetooth dây nguồn đấy con này là máy màu đen các bác nhá máy màu đen và con này bán ra sẽ tặng cho các bác một USB một dây quang một dây AV 9 triệu 500 nghìn đồng Tiếp theo là chiếc Tech UD301 Con này là con màu đen full thu shop Thì con này em bán là 8 triệu các bác nhé Và đây là những cái bộ dàn cao cấp Như là Có 4 bộ Peeler HM76 và Peeler HM86 Thì là 7 triệu rưỡi một bộ một, một bộ gồm có Một âm ni Sách và khiển Sách khiển xịn nha các bác nhé còn mấy bộ này là mấy bộ all in one và một đôi loa nó đây. Đấy là 7 triệu rưỡi một bộ. Còn bộ um, PMX900 thì ghép theo nó là đôi loa PMX100 đây. Đấy. Bộ này cũng đầy đủ phụ kiện và đát 2022. Bộ này thì bên em bán là 14 triệu 500 các bác nhé. Và um, một chiếc uh, một bộ PMX90. Bộ này là full thùng xốp. Bộ này cũng sản xuất 2022. Bộ này là 8 triệu các bác nhé. Máy full thùng xốp đấy ạ. Đấy đây là những cái bộ dàn Đấy, Em sẽ báo giá qua cho các bác để các bác nắm được Tiếp tục thì à, là một chiếc DAC vừa về ngày hôm qua Thì con này là con Marang LA8005 Đây là chiếc điều khiển xịn của nó đây ạ LA8005, một trong những cái model cao cấp của hãng Và chiếc này thì à, máy về trong tình trạng là máy màu bạc các bác nhé Máy rất đẹp ạ Con này vừa về... À. Chiều ngày hôm qua thì hôm nay thì em cũng cho lên sóng luôn cho các bác. Rất đẹp. Đây, con này được sản xuất vào năm 2021, số series của nó là 00017. Điện 100V, 30W 50 60Hz và đây là đường AV RAMNI. Đường vào con này gồm có một đường quang, một đường USB DAC, một đường đồng trục này. Con này cắm dây mạng này các bác sở stream được tất cả các app và con này là một con DAC giải mã 32 bit và DSD. Và khi các bác cắm dây mạng thì các bác sẽ Điều khiển này, dùng app điều khiển này Phát Apple Play từ điện thoại iPhone Sở chèm tất cả các app như là app uh, Spotify, app Tido Và con này được áp tại Trung Quốc này Rất đẹp ạ Và đằng trước thì con này có Một là lỗ USB, các bác đọc Ổ cứng từ 200, ờ uh, ổ cứng dưới 1T Các bác nhé Và chiếc điều khiển zin con này có Chức năng chỉnh volume to nhỏ được Và con Còn uh, LA 805 này thì con này thì bên em bán ra là 15 triệu các bác nhá. 15 triệu tặng cho các bác một USB 64 GB, một dây quang, một dây AV. Còn phụ kiện của nó đây thì đầy đủ hết nha các bác nhá. Đấy là những chiếc DAC độc lập. Bây giờ thì nó là một con DAC của Tech UD301. Con này thì đắt 2021 và con này màu bạc cực kỳ mới nhá, đẹp xuất sắc các bác nhá và con này thì uh, bên em bán là 7 triệu 500 nghìn đồng giá cực kỳ tốt luôn và đây là một chiếc uh, DAC của Onkyo Đấy, con này thì uh, là con giải mã 24 bit Đấy, đầy đủ ở cổng ra vào đường uh, máy tính này quang đồng trục này dùng nguồn uh, 5V này đường AV Ramni và con này thì uh, giá bên đang bán là 3 triệu 200 nghìn đồng các bác nhé gồm nguồn adapter 3 triệu 200 nghìn đồng còn tiếp tục thì là một con uh, audio Technica HA26D. Đấy, con này là con giải mã đường quang từ tivi. Cũng có đường uh, AV ram một đường AV vào, một đường uh, quang vào đây, quang tivi, quang ra đây. Và con này dùng nguồn 15V cũng được lắp ráp tại Trung Quốc này. Con này thì giá mình đang bán là còn 3 triệu các bác nhá, 3 triệu. Đấy. Và đây là hai mẫu uh, tiếp tục thì ba chiếc đầu DAC gồm con Tech này và hai con Onkyo và con Audio Technica thì ba ba chiếc đầu DAC em bán ra sẽ tặng cho các bác là một uh, dây quang, một dây AV. Đấy. tiếp tục thì hai chiếc uh, Sony MXDD40. Hai chiếc này hai con giải mã 3 trong 1 CD MD giải mã từ TV có chức năng chỉnh volume to nhỏ. Hai con này cực kỳ đẹp nhé các bác nhé. Và hai con D40 này thì bên em bán là 4 triệu 800 nghìn đồng một chiếc Đấy, đẹp xuất sắc luôn và tặng thì vẫn tặng đủ cho các bác là dây quang dây AV đĩa MD Đấy, rất đẹp ạ. đẹp xuất sắc luôn ạ. và bốn chiếc ở dưới là bốn chiếc Sony MXDD3 mới DD3 này bốn chiếc đẹp xuất sắc luôn Đấy cũng là chạy CD MD và giải mã các bác nhé, giải mã đều là giải mã 24 bit hết và CD đọc cực kỳ tốt các loại đĩa không kén không vấp và đĩa CD của bốn con D3 này nó là sử dụng mắt KMS 213B, MD sử dụng KMS 260A và giải mã 24 bit không cần đĩa mồi. Còn hai con D40 này thì sử dụng mắt BU21, MD sử dụng mắt 260A, Đấy, tất cả tất cả 6 cái chiếc đầu à, 3 trong 1 thì, thì bên em đều hoạt động hoàn hảo hết các bác nhé bán ra đều tặng cho các bác một dây quang một dây AV Đấy, một đĩa MD và bốn chiếc D3 này thì giá cực kỳ tốt cho các bác chơi còn 5 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé 5 triệu 500 nghìn đồng và tiếp tục nó là một chiếc uh, AV Selector Victor ZXS 1000 con này thì bên em bán là 6 triệu kèm có khiển này Đấy con này là con 9 đường vào 9 đường ra. Đấy. Đấy. Rất đẹp ạ. Victor ZXS1000. Và đây là con GA22. Con này là con model MD giải mã cao cấp. Có khay dạng CD này. Con này thì bên em bán là 7 triệu 800 nghìn đồng nhé. Máy kèm khiển này các bác nhé. Đấy. Rất đẹp ạ. Đẹp xuất sắc luôn. Tiếp tục là một con DMD1006AL. Con này là con đầu MD cũng là giải mã. Và con này cũng có điều khiển cũng chỉnh volume to nhỏ trên máy được giống con 22 và hai model này là hai model cao cấp. Và con nhìn 6L này thì máy kèm có khiển này cũng là 7 triệu 700 000 đồng quá nhé. Máy kèm khiển xịn 700 7 triệu 700 000 đồng. Và hai model này thì bên em bán ra đều tặng cho các bác một đĩa MD, một dây quang, một dây AV và bảo hành cho các bác 3 tháng nỗi 1 đổi 1 Đấy. Và tiếp tục nữa là một chiếc đầu Marang SA8004 con này cũng máy kèm sách khiển dây nguồn Đẹp xuất sắc luôn Đây là vết bẩn thôi Mô đen cao cấp Và con này bên em bán là 14 triệu 500 các bác nhé đây. Tặng USB, tặng đĩa CD, tặng dây va v tặng dây quang Rất đẹp Và đây là một con CD uh, Thuần CD của Đờ Lông 755RE Con này là con giải mã 30 AL32 Pro Sexing Và con 804 cũng là một con giải mã 32 bit và con này thì CD đọc cực kỳ tốt các loại đĩa không kén không vấp Và cái ổ USB đọc được file nhạc MP3 nhé Chứ không đọc được file nhạc nốt nét đâu Nó chỉ đọc file nhạc MP3 và file nhạc WMA thôi này. Con này thì cũng máy kèm có khiển Và con này em bán 5 triệu các bác nhé Đờ lông đi CD 755RE 5 triệu Tiếp đến đó là con 730RE Con Network Audio Player Đờ lông DLP730 re Con này là con bắt wifi này Đọc USB, đọc ổ cứng này Phát Apple Play này Con này không có giải mã đường quang là TV các bác nhé Con này em bán là 6 triệu này Máy kèm khiển Đấy, Rất đẹp Đấy, thì model 730 RE này bên em sẽ tặng cho các bác là một USB một dây quang. Còn con 755 RE con đờ lông CD tặng một đĩa CD phono, một dây quang à một dây AV còn con SA804 này tặng USB tặng CD tặng dây quang tặng dây AV và tất cả các thiết bị bên em bán ra thì đều bảo hành cho các bác 3 tháng nổi 1 đổi 1 tiếp tục là một chiếc đầu MD của Đờ Lông với mã model là Đờ Lông DMD 1550 con này thì cũng về trong tình trạng đẹp như mới cũng kèm của chiếc điều khiển các bác nhé con này MD cũng thu phát tốt ghi xóa ok giải mã từ TV không cần đĩa mồi 24 bit rất đẹp con này thì em bán là máy và khiển là 5 triệu 300 nghìn đồng các bác nhé 5 triệu 3 Đấy, 5 triệu 300 nghìn đồng tặng bác đĩa MD tặng dây AV tặng dây qua vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng nữa 1 đổi 1 sang cái chồng bên này thì là có một con Yamaha LT670 con này thì con CD giải mã Uninoan bắt wifi bắt bluetooth đọc usb dùng app điều khiển chạy đĩa cd giải mã đường quang từ tivi và con lt 670 yamaha này thì con này em bán là 8 triệu năm trăm nghìn đồng đấy. còn hai con d 2 đây hai con d 2 là hai cái mẫu hay nhất của dòng d nhà sony hai con d 2 thì chức năng như con d 3 thôi hai con d 2 này thì em cũng bán là 5 triệu bảy trăm nghìn đồng các bác nhé giá rồi này cực kỳ tốt cực kỳ dịu và dễ chịu cho các bác chơi đấy và hai mẫu D2 này thì bên em sẽ tặng cho các bác một đĩa CD, một đĩa MD, một dây quang, một dây AV. Còn con là CDLT670 tặng USB, tặng CD và tặng dây quang và tặng dây AV các bác nhé. Đây là ba chiếc âm đi số Only One của Marang MCR612. Ba chiếc này thì có hai con màu vàng và một con màu đen. Thì giá bên em bán là 13 triệu đồng một con các bác nhé. Các bác mà thích um, muốn mua thì cứ liên hệ em vẫn có cái giá tốt hơn để cho các bác chơi nhá ba con này ba con phun thùng xốp và sang cái chồng mà uh, cuối cùng là ở dưới là ba con JB uh, 920 ba con này thì bên em bán ra là 5 triệu 200 nghìn đồng máy không có khiển các bác nhé rất đẹp 5 triệu 200 nghìn đồng mẫu MD giải mã mặt phay nhôm vàng gôn hai con uh, Sony MXD à hai con Sony MDSG 700 hai con này màu đen. Thì cái video ngày hôm qua em cũng giới thiệu rồi là 4 triệu các bác nhá, 4 triệu. Đấy. Còn ba uh, chiếc này. Ba chiếc này thì có con E58 là có con MDE58 là 3 triệu này. Còn hai con này là 3 triệu rưỡi này. Đấy. Hai con tắt cam và con tech là 3 triệu rưỡi. Đấy. Thì tất cả uh, 8 con MD này thì bên em bán ra đều tặng cho các bác một đĩa MD, một dây quang, một dây AV. Đấy thì em cũng đã báo giá qua sơ bộ cho các bác để các bác biết được hàng hóa bên em, nhà bên em thì giá nó, nó sẽ đợt này nó sẽ dễ chịu hơn đợt trước rất nhiều. Đấy thì các bác mà có nhu cầu muốn mua thì các bác cứ liên hệ thẳng với em theo số điện thoại duy nhất và hotline bên em 0966723489. Địa chỉ xem hàng bên em tại cầu Phùng, thị trấn Phùng, huyện Nam Phượng, thành phố Hà Nội và bên em có giao hàng ship code toàn quốc ạ và một lần nữa thì em cũng xin là chân thành cảm ơn các bác